Minh Đan Academy xin chào các bạn. Học nghề spa, đầu tiên, ngoài việc các bạn phải nắm vững kiến thức về da, thì các bạn phải cần có một đôi tay dẻo dai, mềm mại để thực hiện các thao tác massage mặt cho khách hàng. Hôm nay, hãy cùng Minh Đan luyện tay và thực hiện bài massage mặt cơ bản cho người mới bắt đầu nhé. Đầu tiên, trước khi bước vào bàn massage, các bạn phải đảm bảo cho khách hàng có một nền da thật là sạch. Các bạn hãy dùng bông tẩy trang, lau sạch những bụi bẩn và kem dưỡng trên mặt khách bằng nước tẩy trang và sữa rửa mặt. Sau khi đã làm sạch da cho khách hàng, chúng ta sẽ tiến hành bài massage. Các bạn hãy chấm kem massage lên 5 điểm, trán, hai bên gò má, mũi và vùng cằm. Một lượng kem massage còn lại các bạn sẽ cho lên tay, sau đó thoa đều và làm ấm tay lên. Tiếp theo, các bạn hãy tán kem massage đều khắp mặt bằng những thao tác cho bài khởi động. Sau khi đã tán đều kem massage, chúng ta sẽ thực hiện bài ấn huyệt như thế này nhé. Các bạn sẽ lần lượt thực hiện từ trán đến chân mày, hốc mắt trên, hốc mắt dưới, mũi, má và cuối cùng là vùng cằm. Mỗi thao tác các bạn thực hiện từ 2 lượt trở lên nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào bài massage cơ bản bằng những động tác sau đây. Hãy cùng xem và thực hiện theo Minh Đan nhé các bạn. Những thao tác các bạn cứ lần lượt làm từ vùng trán xuống vùng mắt, vùng mũi, vùng má và cuối cùng là vùng cằm. Đến những thao tác nâng cơ, tăng má, các thao tác này đòi hỏi các bạn phải luyện tập thật nhiều để tay được dẻo và mượt mà. Quan trọng nhất là phải làm cho khách hàng cảm thấy thư giãn và dễ chịu. Tay luôn luôn ôm sát mặt khách hàng nhé. Bạn nào chưa nắm rõ được các thao tác hoặc muốn học chuyên sâu, nâng cao hơn thì hãy đăng ký ngay khóa học chăm sóc da Spa Clinic tại trường Dạy Nghề Minh Đan nhé. Hoặc follow kênh của trường để xem thêm nhiều video bổ ích. Minh Đan xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.